đẹp quá chứ. Không, bây giờ gia tài nó gì 5 triệu rồi đó. Hồi đó cách đây chừng mấy năm trước á, xấu lắm. Để sửa là nó có lần chụp nó ở ngoài beach ở đâu đó, ở Brazil gì đó. Đó, đó là đẹp lắm. Trắng được không? Không có cần chặt lắm, để sao nó giữ ra đó thôi. Đi mong cà phê đi mong một lát vẫn về lát lát vẫn về ha.
nó remove cái upper structure của nó rồi. Hơi đông người ta quá, các bạn phô du lại á, bình thường cũng không có nhiều ấy. Không mà đi đông thì vui hơn, chứ đi cũng quen. Đâu có gì đâu. Vui cũng một phần nhờ đông người. Yeah, I'm not sure. 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 I'
Chừng nào đụng người nào nói cho biết nha. Thôi chỉ có cái kiếm shop đi rồi dễ làm không ạ. Nhưng lượng rác lấy xe đường vòng chân chấp lại là được rồi. Chứ chừng ra ăn rạn dữ lắm. Ồ. Hả? Oh, okay.